xanh, xanh xanh trời mây. Ông sáu, ông hai thắm tươi trên môi nụ cười. Hò hơ 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 hơ. Hò hơ 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 hơ. Chân trước, chân sau, sang trái, sang ngang, lắng nghe bao câu chuyện cười. Cô sáu, cô hai, ông hai, bà bảy, bà tám, ông mười, cậu Út phương Nam. Rập ra rập rình thì tha thì thúc vợ khóc vợ cười. Chân trước chân sau, sang trái sang ngang, lắng nghe bao câu chuyện cười. Hài phương Nam vui lắm mà nghe. Tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc. Và giờ đây em khóc với dòng sông, khóc với dòng đời. Dù dòng đời không êm ái như dòng sông. Đi đâu về sớm vậy? Đẹp lắm. Nay mày đặt khen tôi nước tròn. Dễ thương lắm. Gì vậy? Tự nhiên nay nịnh vợ quá vậy? Hay lắm. Nè, quậy gì ở ngoài rồi phải không? Quậy cái gì ở ngoài rồi phải không? Giả bộ khen để tôi tha thứ đúng không? Mấy cái chuyện đó bình thường thôi. Chuyện này còn bự hơn nhiều. Cái gì vậy? Tôi với cô là vợ chồng đúng không? Trả lời đi. Rồi, chứ không phải mới cưới hôm qua. À, biết rồi. Hay là sắp tới là tính tổ chức kỷ niệm ngày cưới đúng không? Cho nên giả bộ hỏi tôi coi tôi nhớ ngày cưới là ngày nào không đúng không? Đúng rồi, đúng không? Tôi cần cái nhớ nhiều hơn cái ngày đám cưới. Ê nè, ê, nói nghe nè. Mệt nha. Bây giờ có gì thì nói quịch toẹt đi nha, chứ nãy giờ cứ ậm ậm mờ ờ hoài bực nha, quạo nha. Ai không quạo? Gì vậy? Tôi cũng quạo nè. Là sao? Cô đẹp lắm. Tôi biết. Không đẹp sao anh cưới tôi? Dễ thương lắm. Chứ gì nữa, trước khi mà anh cưới tôi là rất nhiều người mua quanh tôi mà tôi đâu có thèm. Cô đang hay lắm. Trời ơi trời, nguyên cái làng này, nguyên cái xóm này ai hay bằng tôi. Cô là vợ tôi đúng không? Ê, đúng. Ê. Trả lời đi. Có bị gì không vợ? Hả? Làm ơn bớt đi nha. Ăn ở không quá, không có chuyện gì để làm thì làm ơn đi coi cái chuyện ruộng vườn ha, cái chuyện gà qué giùm đi. Bớt đi phá làng phá xóm, bớt kiếm chuyện với vợ lại đi. Ở nhà là bây giờ đầu tắt mặt tối đủ thứ chuyện rồi, làm ơn đừng kiếm chuyện nữa. Ai kiếm chuyện vậy? Anh á. Tự nhiên người ta ở nhà ta nấu cơm nấu nước, mắc gì về làm mặt nặng mặt nhẹ. Không có chuyện sao tôi về tôi nói. Thì bây giờ có chuyện gì nói đi. Muốn tôi nói cái gì? Nói đi. Tôi nói cho cô nghe. Thì anh nói đi tôi nghe. Cô đẹp lắm. Nè, nè. Ê, nói nghe nè. Sức chịu đựng của con người có hạn. Nghe chưa? Cô làm gì? Tính hành hung tôi hả? Trời, anh nghĩ sao vậy? Mắc gì tôi phải hành hung anh cho mệt mỏi vậy? Bây giờ có chuyện gì thì anh nói đi. Anh nãy giờ anh là cứ rào trước đón sau là tôi hơi quạo rồi đó. Tôi nói lại lần nữa. Anh mà nói tôi đẹp nữa là tôi sáng anh à. Không ai khen vợ mà hằng học với anh trơn á. Nếu như chuyện này không làm rõ ra, tôi với cô không ở với nhau được. Thì bây giờ phải nói người ta mới làm rõ được chứ. Cô liệt kê ra trước khi lấy tôi cô quen bao nhiêu thằng rồi. Nè, anh bớt ở không lại đi. Anh hỏi một cái câu hỏi mà thiệt sự làm sao tôi nhớ được mà tôi liệt kê cho anh. Không nhớ được cũng phải nhớ, ráng môi móc nó ra. Không nhớ, không thể nào nhớ được mà môi, phải không? Từ trước tới giờ anh cũng từng biết là tôi đẹp, tôi hay, tôi dễ thương, tôi giỏi. Thì rất nhiều người yêu tôi, rất nhiều người mê tôi, chắc chắn cũng sẽ rất nhiều mối tình đúng không? Làm sao mà tôi nhớ được mà tôi liệt kê. Mà ít nhất anh muốn tôi liệt kê anh phải nói là cụ thể. Thời gian gọi là thời điểm nào tôi mới liệt kê ra được chứ. Cái gì?
Thời điểm nào nữa hả? Chứ gì nữa? Tôi cho cô một cái thời điểm mà cô dễ liệt kê nhất. Nói đi tôi liệt kê cho. Từ hồi Lộc học mẫu giáo tới bây giờ. Anh bớt giỡn mặt với tôi lại đi. Cấm lập bàn nữa nha. Tôi hết hồn đó. Người ta biết yêu từ năm 18 tuổi, mắc gì từ hồi mẫu giáo tôi liệt kê cho anh. Tôi không biết. Thành thật thì môi ra. Không những vậy, ra. Tôi báo công an nha. Nè, anh đi ra ngoài đường bây giờ anh tôi biết rồi, tôi biết rồi. Tôi chắc chắn luôn. Trời ơi trời, làm sao qua mắt tôi được. Tôi thông minh lắm. Má tôi hồi đó đẻ tôi cái đầu tôi ra trước, tôi thông minh. Đúng. Trời ơi, hôm nay anh ra ngoài đường, anh lén phén với con nhỏ nào, rồi bây giờ anh bày đặt anh về đây, anh kiếm chuyện với tôi đúng không? Anh kiếm chuyện với tôi đúng không? Tôi tự tin thông báo cho cô biết. Thông báo gì? Mối tình của tôi từ nhỏ cho tới lớn. Sao? Tôi ngu lắm. Cái đó khỏi giới thiệu, khỏi khoe. Tôi biết. Tôi nói cho cô biết. Anh nói đi. Báo mới đăng. Báo đăng gì? Vợ đánh chồng băng rau muống vẫn bị bể đầu. Để tôi thử coi. Thử coi có bể không? Cô bớt hành hung rồi nha. Tôi nói cho cô biết, từ hồi đó tới giờ, những mối tình tôi quen đối với cô không có cửa đâu. Tôi nói cho cô biết, hồi nhỏ tới lớn giờ tôi quen đúng có mình cô đó. Dữ không? Tôi ngu chưa? Không. Tôi khẳng định là anh không ngu. Người ngu mới là tôi. Bởi vì tôi ngu tôi mới lấy anh. Cô hay lắm. Hay chứ. Cô hưởng tôi xong, cô hái hoa, cô bẻ nhụy xong, bây giờ cô nói gì vậy? Thôi buổi nào rồi. Thôi buổi nào rồi. Cô được lắm. Được chứ sao không được. Cô sao kê hết ra cho tôi. Bữa nay tôi làm phải làm cho bằng được. Cô sao kê ra cho tôi. Sao kê gì? Cô quen bao nhiêu thằng rồi, từ hồi mẫu giáo tới lớp 1, lớp 2, lớp 3, rồi cấp 1, cấp 2, cấp 3, tới ra đại học rồi. Lấy tôi luôn. Thằng cuối cùng là thằng nào? Nếu tôi không làm thì sao? Cô nghĩ đi. Chuyện dễ thôi. Sao? Nhà cô về. Nhà tôi ở. Ồ, ý anh là ly dị. Bây giờ ai mà nói ly dị? Chứ nói gì? Không hợp thì chia tay. Chia mất đau khổ. Trời ơi, chia tay sớm mất đau khổ. Ồ, nè, anh đang thách thức ai vậy? Anh thách thức ai vậy? Nếu mà anh nói là tôi không sao kê, anh sẽ ly dị đúng không? Đúng yes, không? Sir. Đúng không? Đúng. Trời, nói cho anh biết nha, anh thích thì tôi chiều, nhưng anh cũng phải sao kê cho tôi. Điên hả? Điên hả? Điên hả? Đi đá ghê. Đi đá ghê vậy hả? Rau người ta còn ăn hết chưa? Phá. Chuyện nhỏ thôi. Tôi kêu cô sao kê. Cô kêu tôi sao kê. Được thôi. Từ nhỏ tới lớn giờ, tôi nói cho cô biết, tôi quen có một mình cô thôi. Phá lạc phá sớm bị cô dụ. Không đi sao kê, cái này nó nhạc hoài vậy. Cô hay lắm. Được. Sao kê? Sao kê? Buồn ơi, ta xin chào mi. Khi người yêu đã bỏ ta đi. Buồn ơi, ta đang lẻ loi. Khi người yêu chắp cánh bay đi. Người yêu cho ta niềm đau. Người yêu cho ta đơn côi. Hiền ơi Hiền. Cái gì vậy? Ra đây chị vậy má?
Hiền hát hay quá, tôi ra tôi nghe Hiền hát. Trời ơi, thôi, hồi xưa còn dẹo được chứ giờ dẹo giờ thấy ghê quá. Bà tự nhiên cái giống như là bây giờ tự nhiên đang tôi đang cái cảm xúc của tôi đang rất là tốt, tự nhiên cái bà sọt vô cái dòng cảm xúc của tôi nó bay đi hết trơn, chắc có lẽ là do bà thấy gớm quá sao á. Hết mà có chuyện muốn nhờ Hiền á. Hiền giúp tôi nha Hiền ơi. Hiền ơi Hiền à. Rồi, nói đi, vụ gì? Hồi xưa đó Hiền mê tôi lắm đúng không? Gì vậy không, tự nhiên giờ nhắc vụ đó chi vậy trời? Mà đúng không, xác nhận đi có không? À, thì từ cái thời mà lúc mà tắm mưa ở chuồng thấy gì đúng không? Đúng rồi. À, rồi sao? Có từ cái thời mà mẫu giáo á. Rồi biết rồi, bà quá rồi, nói đại đi cái vụ gì? Thì Hiền có nhớ là từ cái thời đó đến bây giờ, à không, đến cái lúc mà tôi lấy chồng là ngoài Hiền ra còn bao nhiêu người nữa theo đuổi tôi không Hiền? Ủa sao mắt nay mắt dịch mắt gió vậy, tự nhiên nay là gặp tôi cái đi hỏi mấy vụ đó chi vậy? Có chuyện mới hỏi. Nhưng mà có nghĩa là tự nhiên đi hỏi vụ đó là có chuyện gì thì cứ nói đại ra đi, tôi biết cái ấy được chứ. Khó nói quá. Nhưng mà phải nói thôi. Bởi vì nếu như không nói thì sẽ không giải quyết được chuyện này. Mà cái chuyện này chỉ có một mình Hiền mới có thể giúp tôi được thôi. Bây giờ là ý là bà hỏi là coi như là hồi lúc mà trong lớp là bao nhiêu người đeo đuổi bà đúng không? Đúng rồi. Nhiều không? Nhiều không? Tôi nhớ nhiều dữ lắm nha, một đùi luôn á. Tám mấy người. Tám mấy người? Ờ. Là tính Hiền chưa? Tính luôn rồi. Cậu đó đó. Đúng rồi. Ủa rồi sao? Bây giờ vậy nè. Ký giùm. Ký gì? Ký giùm xác nhận là từng là người yêu cũ của tôi. Thôi đi má. Sao vậy? Tôi lâu quá. Ký giùm đi. Cái này làm gì? Ký vô xác nhận. Xác nhận để làm cái gì? Thì nói đàng hoàng để tôi biết. Hay là bà đang tính làm lưu bút người yêu cũ hay gì? Nó gần giống vậy đó. Trời ơi, giống cái gì tào lao vậy trời? Bây giờ là tại vì tự nhiên chồng tôi á bắt tôi là phải sao kê tình yêu. Sao kê tình yêu? Đúng rồi. Cái thằng Tài nó bị khùng hay sao vậy? Chứ gì nữa? Sao kê nhà đất hay sao kê gì không sao kê, tại vì giờ sao kê tình yêu, thằng đó bị khùng hả? Bây giờ ông muốn tôi phải minh bạch đó. Bây giờ mà tôi quá nhiều từ nhỏ tới lớn rồi làm sao tôi nhớ hết. Bây giờ tôi phải đi xin chữ ký từng người nè. Trời ơi, nó ghen vừa phải. Tự nhiên gặp ngay bà đâu mà tự nhiên sao kê. Cái thằng nó cũng khùng. Nè, tôi nói bà nghe nè. Tại hồi đó nói chung bà cũng không phải là đẹp nhất lớp nhất trường gì đâu, nhưng mà tại cái bà gặp ai đứa nào bà cũng hay cà dẹo dẹo rồi cà ổng ẹo, cho nên là ấy thôi. Nè, không có dẹo nha. Tại vì ngày xưa tôi đẹp thiệt chứ bộ, người ta nói là đẹp mà có quyền, tôi chỉ hơi đông đưa chút xíu thôi chứ tôi không có dẹo nha. Nhờ bà đông đưa cho nên tôi cũng dính vô cái đó một cái đó. Tôi biết là hồi đó là ông mê tôi lắm, ông theo dõi tôi dữ lắm, cho nên là hả ông sẽ nhớ hết những người nào mà vây quanh tôi đó. Tôi nhờ ông là chính xác nhất. Ký vô giùm. Rồi có gì lát hồi kể cho tôi một số bây người giờ, liệt kê vô. Bây giờ là thằng Tài đã bắt bà sao kê vô này để cho nó biết là bà đã từng quen cái thằng nào đã từng qua cuộc đời bà đúng không? Đúng rồi. Rồi bây giờ bà kêu sao kê vậy có nghĩa là để chi, hay là bà muốn chia tay với nó để bà quen với thêm thằng khác nữa gì đúng không? Không phải chia tay. Mà bởi vì là hả tự nhiên ổng nổi hứng lên, ổng muốn tôi phải sao kê ra hết tất cả những người yêu đã từng đi qua cuộc đời tôi, hiểu không? Từng người một phải ký tên xác nhận mới minh bạch được. Ủa ta nổi hứng lên ta đẻ chứ sao nổi hứng cái bắt sơ kê kỳ gì ta? Ai biết, bây giờ là chướng rồi, muốn vậy rồi. Nếu mà tôi không làm ông sẽ ly dị tôi. Rồi, thôi được rồi. Phải vì hạnh phúc gia đình tôi chứ. Bây giờ là giống như là ý là bà nói là bây giờ tôi sao kê có nghĩa là giúp bà sao kê là thử là tôi nhớ tôi là thứ mấy. Đúng. Rồi thằng quỷ thằng Tài là thứ mấy. Đúng rồi. Rồi trời. Rồi ký vô xác nhận giùm luôn. Nhớ giùm từ nhỏ tới lớn bao nhiêu người theo tôi luôn. Tôi chứ nhiều quá nhớ không nổi. Thứ 82. Cái gì? 8 mấy á. Rồi được rồi. Rồi nhớ cái 8 mấy được rồi là cái cho là thằng quỷ Tài chồng bà là khoảng 84 thì tại được rồi. 82 đi. 82 là ông, 83 là ông Tài. Rồi được rồi. Mệt ghê rồi làm như bà cho số đấy. Cái gì? Ký vô. Tôi sắp lấy vợ rồi nghe. Tôi sắp lấy vợ rồi tôi ký vậy là sao? Phải ký xác nhận ổng mới tin được chứ bây giờ nói không biết ai đâu mà. Phải ký vô. Bây giờ ký phải không? Đúng rồi. Bây giờ tôi ký nhưng mà tôi để chữ là vô danh nha. Thà không có được. Phải ghi luôn số chứng minh nhân dân vào đây. Phải đầy đủ vậy cặn kẽ vậy ông mới chấp nhận.
lấy số nhân chứng minh dân chi vậy, tới ông cô nội nó hay chi vậy? Không phải, tại vì mấy người kia có thể là ông không biết, nhưng mà ông thì ông biết, hiểu không? Cho nên là phải xác nhận chính xác. Giúp giùm đi mà, đi mà. Thôi thôi, hồi xưa làm vậy còn được được, chứ giờ mà tôi thiệt á, giờ mà heo nó chu sướng hơn. Trời đất ơi. Không mà kệ đi, giúp tôi đi. Ký vô xác nhận đã từng là người yêu cũ của tôi. Tôi ghi tôi là tên tôi là được rồi, tôi quen bà tôi là số mấy là được rồi. Giúp vậy được rồi. Ê, nhưng mà chưa có đủ 80 mấy người. Thì bây giờ sao? Không mấy bây giờ vậy nè. Ông nhớ ai đó, à ông ký đại giùm tôi đi. Ông ghi tên ai cũng được. Mấy người mà từng kêu cua tôi, yêu tôi đó. Nè, tôi nói bà nha, bà với thằng quỷ đó mà làm quá nha. Tôi mà không lấy được vợ cái nha, tôi qua tôi đốt nhà bà, tôi đốt luôn thằng quỷ đó luôn á. Không có đâu, cái cuốn này một mình tôi biết à, không ai biết hết trơn á. Rồi giờ tự nhiên tôi đâu biết mấy thằng kia là sao đâu, tự nhiên ký vô xong ký. Ký đại đi, đâu có ai xác nhận chữ ký đâu. Rồi rủi nó biết là nó giết bà sao? Cái cuốn này tôi giấu ở trong tủ, khóa lại nuốt luôn chìa khóa, không ai biết hết. Trời ơi, chìa khóa bà còn nuốt được luôn hả? Ừ. Thôi được rồi, tôi sẽ ký giùm bà. Nhưng mà có gì là bà chịu trách nhiệm nha. Yên tâm, tôi chịu cho. Này là gì? Tôi đâu có đi học, ở nhà cũng có con nít, không có cần phải tập học sinh. Sao kê đâu? Tôi biết đọc chữ. Đây là cuốn tập học sinh. Tôi hỏi sao kê đâu? Cái gì? Một mình cô mà quen nhiều đây á? Là tiết kiệm bớt một cuốn rồi đó. Cái gì? Cô quen giùm những cô gái hàng xóm của cô luôn hả? Cô quen giùm trong lớp luôn hả? Cô quen cái gì ghê vậy? Cô vừa phải thôi nghe. Anh đừng có hỏi nữa. Anh đọc hết đi ha. Bớt hỏi lại. Mắc mệt. Của tôi xong rồi đó, minh bạch rồi đó. Của anh đâu? Của anh đâu? Hồi đó giờ tôi quen có mình cô thôi. Tôi phá làng phá xóm tùm lum hết. Lớn lên rồi bị cô vũ. Tôi lấy của mình cô thôi, ở đâu ra mà sao với kê? Cái chuyện đó là nguyên một xóm này biết, không cần phải giới thiệu, phải không? Cái tôi cần ở đây không phải là sao kê tình ái, mà là sao kê ăn nhậu. Hiểu chưa? Nếu như có một cái luật mà vợ chửi chồng làm nhục chồng tại nhà, thưa ở tù, tôi sẽ thưa bắt cô. Tôi biết thế nào, cô cũng đòi cái đó. Ê, nói nghe nè, anh có thấy mệt không? Mệt. Mệt không? Mệt thì người ta giãn ra bớt đi, chứ mắc gì mà căng thẳng hoài vậy. Nó đứt một cái rồi chết sao? Giãn ra. Nó nóng. Nóng gì? Nó nóng lắm. Không, tôi thấy anh làm vậy tôi mới thấy nóng á, nóng máu á. Tôi nóng hơn cô, yên tâm đi. Sao kê ăn nhậu đâu? Đinh đi lên lấy chụp hình hoài. Trời, riết chắc tôi điên luôn á trời. Cậu đi rồi khỏi đọc sách. Cái gì? Trời, sao kê ăn nhậu của anh mà nhiều gấp đôi của tôi luôn á hả? Anh giỡn mặt đúng không? Anh giỡn mặt đúng không? Nè, tôi hỏi thì cô. Hỏi gì? Cô có thấy mệt không? Cô nói chuyện đàng hoàng không được. Tôi đang rất đàng hoàng luôn. Mà cô phải gồng lên chứ cho mệt vậy. Tôi đang nóng. Nóng gì? Chứ gì nữa, anh nghĩ sao vậy? Hả? Anh nghĩ sao? Trời đất ơi, bao đây? Bao nhiêu cuốn nè? Mười mấy cuốn? Ha, để tôi coi anh ăn nhậu kiểu gì mà mấy tháng nay mà mười mấy cuốn. Để tôi coi cô quen cái kiểu gì? 81 rồi! Thằng 84! Thằng... Không, chú à. Này kêu chú á, kêu thằng hổ quá. Sao con trách tư cô đơn trong này? Ủa bình thường. Cái gì bình thường? Cái gu tôi lạ lắm. Ủa tôi thấy trai trẻ quen chán rồi tôi quen trai già được không? Cái gì? Trời! Cái dao đâu? Cái dao để đâu? Cái dao để đâu? Đi vô lấy cái dao ra đây cho tôi phải chém thằng cha đó. Chém gì? Tôi phải chém ông. Tại sao bắt mớ gì?
cô lại đi quen cái thằng đó. Cô lại đi quen cái thằng đó. Thằng nào? Thằng cha tư cô đơn. Rồi sao? Không được. Mắc không được, bao nhiêu thằng không quen. Tôi không ưa cha đó. Cứ gu tôi vậy kệ tôi đi. Tôi đi tôi chém ông. Tôi đi tôi chém ông. Khỏi đi. Thằng Tư tới nè. Tới. Thằng Tư bạn ba bây giờ tầm thằng luôn hả? Tới sao không vô luôn? À, bây chém đi. Chú Tư. Chú Nghiệp bây không có gan đó đâu. Chú Tư. Sao? Sao chú ỷ lớn, chú chơi trên cơ tôi chú Tư. Chú chơi trên cơ tôi không có được chú Tư. Chú nghĩ sao mà chú từng tuổi này chú không có đẹp hơn tôi. Ừ. Không có tươi hơn tôi nữa. À. Chú cắm sừng tôi hay vậy? Chú thấy mệt không? Chú thấy chồng nói chuyện chú mệt đó. Tim hơi yếu nhưng mà gắng nghe nó cho nó hết. Mệt ghê luôn không mà biết. Mà trong khi đó tôi với chú là bạn nhậu. Tài nè. Trên đời như thế chú chưa thấy thằng con trai nào vô lý với bay hết. Vô duyên nữa. Mắc gì vô lý, mắc gì vô duyên. Cứ cho dí dầu vô là vợ bay trước khi đến với bay á, nó quen 800 thằng đi. Ừ. Bay cũng không có cái quyền kêu nó kê khai hay là moi móc cái chuyện của nó. Đúng. Nếu như mà trước khi mà cưới anh tôi có đến với chú Tư đi chăng nữa thì cái chuyện đó cũng rất bình thường. Bởi vì thời điểm đó tôi với anh chưa có ràng buộc, anh hiểu không? Hiểu chưa? Hơn nữa đó, mình làm sao? Chưa là ràng buộc là sao? Là chưa có thuộc về nhau, anh hiểu không? Bây giờ tôi mới biết. Biết gì? Biết gì? Chỉ còn một chiếc lá cuối thu mong manh thôi. Nhậu biết khùng quá. Khùng phải nhậu chứ, phải khùng rồi. Làm người đàn ông trượng phu á là phải để cho vợ mình có hạnh phúc. Mà bây giờ bay bắt nó liệt kê kiểu này, môi móc kiểu này, quá khứ kiểu này thì hạnh phúc cái gì đó bay. Đây, đâu rồi, cái cuốn sổ có tên chú rồi, bay đọc đi. Bây... đây nè, nè. Coi đi. Rồi, bay đọc đi. Đừng phải hiểu cái lắm lòng vợ bay. Đó, bay coi đi. Cái gì? Tôi nóng quá tôi không thấy được. Bay nói đi. Bay có thấy cảnh nó chạy từ làng trên xuống dưới. Nó xin người ta ký vô đó. Cả làng trên xuống dưới đều thương nó ký vô. Bay nghĩ cái mặt tao vậy. Nó kêu tao một bác mà. Chú. À, chú. Nghĩ sao mà tao quen nó. Xin lỗi nha. Không phải tránh nha. Bà Sáu sắp hàng chưa kịp á con. Thiệt hả chú? Chứ sao? Con thấy hơi nổ nha. Nhưng nói chung quy ra con là con cháu. Đó, bây giờ đó người ta thương bay ta ký vô. Đó bây giờ cái bà bán mì cũng ký vô. Rồi bây giờ mày ghen là ghen cái chỗ nào? Cái gì? Quen luôn bà bán bánh mì hả? Không có, chú Tư nãy giờ con quánh ông rồi đó. Anh bớt điên lại đi. Anh coi kìa. Nè chú coi có nội cái sổ sao kê mà ăn nhậu của ông còn dày hơn cái chuyện tình ái của con nữa. Dĩ nhiên. Mà ông căng cơ căng mặt với con nãy giờ á thiệt. Dĩ nhiên. Vợ chồng là phải rõ ràng, phải minh bạch vậy đó. Thì bây giờ tôi coi coi là ông ăn nhậu kiểu gì mà dày dữ vậy? Nhiều dữ vậy? Cái gì? Nhậu ở quán con Hương bánh xèo 3 tháng liền, một ngày 3 cử. Bánh xèo nó ngon. Cây dao đâu? Tôi phải đi xử con nó liền. Thôi 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 rồi chú, bây giờ tới bay nè. Bây giờ tới bay nè. Hai sao mày mà ăn bánh xèo gì mà ăn một ngày 3 cử, trong khi ở nhà con làm bánh bèo không ăn. Hai vợ chồng phải uống chung liều thuốc á. Giống hệt nhau mà bệnh giống nhau rồi cái kìa. Nhắc nhỏ bánh xèo mới nhớ nha. Con Hương bánh xèo. À, vợ chú cũng mê bánh xèo đó hả? Không có phải, vợ sắp cưới con Hiện, vậy nó bỏ con Hiện theo quay á. Nó là sao? Mắc gì phải theo con? Tôi nhờ nó ký, bà Sáu nhờ nó ký, chứ nó bán bánh xèo nó biết cái gì. Tự nhiên giờ nó ký cho hai con sổ hai đứa bay luôn. Hiểu chưa? Tao yêu cầu hai đứa bay hạ màn xuống đi con. Đừng có bắt chước thiên hạ là kê khai thống kê này nọ mệt mệt lắm. Vợ chồng sống nhau phải tin tưởng nhau chứ. Phải không? Rồi bây giờ đó là bà Sáu á, cà phê á. Mà cũng bắt chước người ta, giờ bắt chước thống kê này nọ ông ấy xem quá vậy. Ủa? Mắc gì chú phải thống kê kê khai gì đây? Hồi đó giờ chú cô đơn nha. Làm quên mi. Hai mắt mày lơm lơm vậy? Mày tưởng ba kêu tao thống kê tiền tình ái hả? Cái gì? Cũng dám. Thống kê tiền thiếu nợ. Chứ tao còn trai nhéo nhéo nha. Phương Nam vui bao câu ca. Hàng dừa xanh 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 trời mây. Ông Sáu, ông Hai thắm tươi trên môi nụ cười. Hò hơ chân trước chân sau, sang trái sang ngang, lắng nghe bao câu chuyện cười. Cô Sáu, cô Hai, ông Hai, bà Bảy, bà Tám, ông Mười, cậu Út, Phương Nam, rập ra rập rình thì tha thì thúc giận khóc giận cười. Chân trước chân sau, sang trái sang
bao câu chuyện cười. Hài Phương Nam vui lắm à nghe.